Năm điều mà người giàu luôn bí mật làm để tích lũy tài sản. Với người giàu, họ hiểu rằng tiền bạc là thành quả của mồ hôi công sức, không phải may mắn. Họ luôn bí mật làm năm điều này để tích lũy tài sản, khiến cho mình ngày một giàu thêm. Nếu sau khi đọc xong bài này bạn vẫn ngó lơ không áp dụng, đừng mơ có ngày thoát nghèo. 1. Trân trọng cả những đồng xu lẻ. Người giàu hiểu rằng tiền nào cũng là tiền, ngay cả khi đó chỉ là những đồng xu lẻ. Họ rất trân trọng từng khoản tiền nhỏ đó, không bao giờ tiêu xài hoang phí. 2. Thống kê chi tiêu. Lập ngân sách, kiểm soát tiêu dùng và thống kê kịp thời là một phần quan trọng trong cuộc sống tiết kiệm. 3. Chi tiêu hợp lý. Thói quen tiêu xài hoang phí sẽ khiến cho con người dần đánh mất mình trong thế giới xa hoa, khiến cho bản thân ngày càng khó sống. 4. Tiêu tiền đúng cách thay vì chi tiền ăn chơi, nhảy múa. Hãy tham gia các khóa học để cải thiện kỹ năng, đi hội thảo tập huấn để học hỏi những điều mới. 5. Tạm biệt những mối quan hệ xã giao vô bổ. Người nghèo thì không như thế, họ hay lãng phí thời gian cho những cuộc giao tiếp xã hội vô ích. Khác biệt giữa tư duy của người giàu và người nghèo. Thứ nhất, người giàu thì suy nghĩ đường dài, người nghèo chỉ nghĩ chưa mai ăn gì mà thôi. Thứ hai, người giàu nỗ lực vì giá trị, người nghèo thì làm việc vì đồng lương. 3. Người giàu chẳng bao giờ nói không với kiến thức cả, nhưng người nghèo thì lại sợ phải học thêm những điều mới. Thứ tư, người giàu sẵn sàng chấp nhận thất bại và học hỏi từ những sai lầm, nhưng mà người nghèo thì lại thường giữ lấy thất bại và không muốn rủi ro. Thứ năm, người nghèo thường mơ ước hão huyền, nhưng mà lại chẳng bao giờ hành động cả. Còn người giàu thường đặt mục tiêu và hành động để có thể đạt được mục tiêu đó. Thứ sáu, người giàu thường xuyên đọc sách để có thể gia tăng hiểu biết và kiến thức, nhưng mà người nghèo thời gian ngủ còn không có, lấy đâu ra thời gian mà đọc sách. Thứ bảy, nợ trước kiếm tiền sau là thói quen của người nghèo, nhưng còn người giàu thì biết cách ghi chép lại và quản lý chi tiêu. Thứ 8, người giàu thì biết khiêm tốn, người nghèo thì có tính khoe khoang để được người khác chú ý. Thứ 9, người giàu thì uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, người nghèo chỉ nghĩ gì nói đó. Thứ 10, người giàu hiểu được quy luật cho đi để nhận lại, còn người nghèo thì luôn sợ mình là người thiệt thòi. Thứ 11, người nghèo luôn nhìn thế giới một cách khó khăn, bởi vì gian nan là bắt đầu nản. Còn người giàu thì có thể nhìn nhận thế giới một cái góc nhìn tích cực của họ. Thứ 12, người giàu biết tại sao họ giàu, còn người nghèo thì hay đặt câu hỏi, ô tại sao mình nghèo nhỉ? Sự khác biệt lớn nhất giữa một người thành công và một người tầm thường nằm ở cái tư duy. Người thành công họ sẽ nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Khi rơi vào cái nghịch cảnh thì họ biết cách sử dụng những tư duy ngược để có thể phân tích mọi điều là đúng nhất.